Và lần đầu tiên Duy gửi tất cả quý vị các bạn một lời chúc sức khỏe cũng như là chào trân trọng nhất. Vâng, và ngày hôm nay thì Duy sẽ cùng gửi đến tất cả quý vị các bạn một chủ đề cũng giống như là một cái thực tế mà chúng ta khắc phục được, chúng ta sẽ thành công rất lớn. Và một số anh em đang còn một dướng chỗ cái này. Thì rất là nhiều khách hàng cũng giống như là rất là nhiều người đang trao đổi với Duy thì qua một cái chủ đề Duy cũng thấy được một cái vấn đề rất là lớn trong ao mình. Thì ngày hôm nay Duy sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một chủ đề, đó là oxy là vấn đề sống còn. Oxy là vấn đề sống còn chứ không phải là vấn đề quan trọng quý vị. Có thể là khoáng trong ao hay là có thể là một số kiềm pH là một số vấn đề quan trọng. Nói về oxy là vấn đề sống còn chứ không phải là quan trọng. Thường thường chúng ta đi, khi mà chúng ta đi bác sĩ chúng ta khám bệnh, tại sao mà không biết bệnh gì mà đầu tiên là chúng ta sẽ đo cái huyết áp. Đo cái huyết áp là cái đầu tiên. Và tại sao Duy cũng đặt câu hỏi này rất là nhiều và không biết lý do vì sao. Thì Duy cũng có quen với một số người làm dược sĩ, y sĩ á. Người ta nói á, tại vì huyết áp là cái vấn đề sống còn. Và ngày hôm nay nếu mà cái huyết áp á, mà nó không chuẩn á, thì đừng có trị cái vấn đề gì hết cả. Tại vì cái vấn đề huyết áp mà nó không chuẩn thì chúng ta có uống thuốc hay là chúng ta có làm gì đi nữa thì chúng ta cũng không có giải quyết được. Thì khi mà chúng đi khám bệnh đó, chúng ta thấy được là tại sao người ta đo huyết áp. Thì ngày hôm nay trên NATO mình cũng vậy. Nói cái điều này là chúng ta thấy được cái vấn đề oxy là vấn đề sống còn. Thì khi mà chúng ta mà trên NATO mà có vấn đề gì đó thì chúng ta phải kiểm lại đầu tiên là oxy. Coi tôm mình có thiếu oxy hay không. Tôm mình có vấn đề đang gặp oxy không. Thì một số anh em khi mà họ trao đổi lại với Duy á, thì nói là tại sao mà giấc sáng á tôm ưa nổi đầu lạng và lúc mà tắt quạt cho ăn là bắt đầu nó nổi đầu lạng, thì không hiểu lý do vì sao. Thì thật sự một điều á là khỏi là mở quạt lên nó còn nổi không, mở quạt nó hết nổi mà không biết lý do vì sao. Là khi mà mỗi bữa sáng tắt quạt á thì bắt đầu nó nổi lên một vài con gì đó, không biết có bệnh gì không, thì bắt đầu là sợ bệnh này bệnh kia, bắt đầu là đập kháng sinh, đập thuốc men, bắt đầu đi trị. Nhưng mà rõ ràng một cái vấn đề là chúng ta đang tắc quạt cho ăn, là chúng ta đang bị tắc thiếu oxy. Đúng quý vị, chúng ta thiếu cái gì cũng được cả, giống như chúng đợi cũng vậy đi. Bây giờ chúng ta chỉ ngồi trong một chiếc ô tô, tại sao mà có một cái trường hợp thằng bé nó bị ngộp trong một cái chiếc ô tô đó? Thì có thể thấy một số người khi mà nói rằng là tôi nuôi mật độ rất thưa, có thể tôi không nuôi mật độ là 200 con hay là mật độ là 100 con mét vuông, tôi chỉ 50 con mét vuông thôi. Nhưng mà khi chúng ta tắt quạt á, là đồng nhiên là đầu tiên là có thể thấy là ở dưới đáy mình á, là bắt đầu là khi mà chúng ta chạy quạt, ví dụ như 4mg trên lít là nồng độ oxy, và khi chúng ta tắt quạt á, nó chỉ còn là 2mg trên lít thôi, thì bắt đầu là một số con nó cần oxy nhiều. Ví dụ như con tôm nó lột á, nó chuẩn bị lột hay là nó mới lột vừa xong thì nó cần oxy nhiều, thì bắt đầu là nó thiếu oxy, nó sẽ nổi đầu lên và chúng ta không hiểu vì sao. Vấn đề ở đây là gì, nói xí sâu về chỗ vấn đề là tắc quạt cho ăn. Đó là một cái vấn đề nguy hiểm vô cùng. Một cái vấn đề mà chúng ta cứ theo cái quan niệm truyền thống ngày xưa, chúng ta nuôi sú 10 con, 20 con, 30 con mét vuông, thường thường nó tới cái cử cho ăn là khoảng năm 2002, 03, 04, 05, 06, 07 gì đó là bắt đầu là chúng ta tắc quạt cho ăn. Và đến cái giai đoạn nuôi thẻ này bắt đầu là chúng ta cứ truyền miệng nhau, người nuôi trước thì bắt đầu đến giai đoạn là nuôi thẻ thì bắt đầu là tắc quạt cho ăn. Khi tắc quạt cho ăn thì bắt đầu là xảy ra vấn đề mà chúng ta không biết. Xin thưa quý vị và tất cả quý vị và các bạn, cái lúc mà khi mà con tôm nó ăn á, là chúng ta cứ tưởng tượng đi, cái bài này như tôi đã nói trong cái phần nhỏ trong cái bài viết trước, chúng ta tưởng tượng giống như chúng ta 10 người chúng ta ngồi trong một cái phòng mà chúng ta nhậu đi. Thì khi mà 10 người mà chúng ta ngồi á, mà chúng ta tắt máy lạnh hết, tắt quạt gió hết, chúng ta nhậu đâu vô đâu. Đúng quý vị, chúng ta ngồi ăn cũng đâu có vô đâu, tại vì hầm quá, nực quá, oxy lại thiếu. Đúng không? Nhưng mà khi chúng ta chạy máy lạnh là chúng ta cảm thấy thoải mái, bắt đầu chúng ta ăn mạnh lên. Đúng không? Thì ngày hôm nay cái vấn đề con tôm mình cũng vậy. Khi mà đầu tiên bình thường, giai đoạn bình thường, con tôm mình á là nó cần oxy, ví dụ như là nó cần là 5% ý 50%. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà chúng ta bắt đầu là gãi thức ăn xuống một cái, bắt đầu nó chạy nó ăn. Nó chạy, nó lội, nó ăn, nó hoạt động, nó lội, nó bươi, và mỗi khi nào nó gấp mọi này. Khi mà nó hoạt động nhiều thì chắc chắn một điều là nó sẽ cạn lượng oxy gấp đôi lên. Mà nhưng mà lúc đó chúng ta lại đi tắc quạt cho ăn. Mà có số người nói tôi tắc quạt có chút xíu
Thường thường là những người kia tắc quạt 2 tiếng đồng hồ để cho ăn, tôi tắc quạt có nửa tiếng, con có 1 tiếng à. Thì xin thưa quý vị, đơn giản một điều là cái vấn đề oxy nó không phải như cái vấn đề khoáng hay là vấn đề kiềm pH chúng ta có thể lạch một ngày được. Nhưng mà vấn đề oxy chỉ trong vòng là vài chục giây là chết. Đúng quý vị. Chúng ta đơn giản là chúng ta bây giờ là chúng ta cho chúng ta thiếu nước, thiếu cơm hay là thiếu cái gì cũng được, nhưng mà bây giờ là cắt oxy thì chỉ vào trong vòng là chưa đầy một phút là chúng ta dễ ngang chết. Đúng thế cả quý vị. Thì ngày hôm nay con tôm mình cũng vậy, khi mà chúng ta ở dưới nước á, chúng ta tắt quạt cho ăn, đó là một cái vấn đề rất là nguy hiểm. Có những mày tôm mà nó gớt mà đôi khi mà 20 mấy ngày, 30 mấy ngày, 40 mấy ngày, đôi khi chúng ta gớt không rõ nguyên nhân là do cái vấn đề tắc quạt. Thế vì chúng ta tắc quạt bắt đầu đồng nghĩa với thiếu oxy thì nó sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề. Ví dụ như thiếu oxy nó sẽ phát sinh vấn đề là gan, ruột hay là một số vấn đề về bệnh đường ruột hay là bệnh gan gì đó. Đó. Và chúng ta tắc quạt chúng ta rất là nhiều hệ lụy mà chúng ta đôi khi chúng ta không biết nguyên nhân tại đâu. Tại sao con tôm mình đang khỏe mạnh bình thường mà chúng ta nó lại phát sinh bệnh ruột? Là chúng ta nó bị thiếu oxy. Nó bị thiếu oxy nó sẽ phát sinh vấn đề đó là gan ruột. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ phải giải quyết cái điều này. Mà tại sao một số quý vị thường thường là chúng ta lại đi tắc quạt cho ăn? Là chúng ta cứ nghĩ thức ăn nó sẽ trôi, con tôm nó sẽ ăn không được, hay là nó sẽ như thế này, như thế này. Rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay quý vị cứ nghĩ ra một điều. Khi mà chúng ta thấy con tôm ngoài sông á, con tôm ngoài sông á là nước chảy thì quý vị thấy mạnh không? Rất là mạnh. Hay là thủy triều đi, ngoài biển nước đổ, nước sóng đấm gầm. Con tôm vẫn ăn được bình thường. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sợ là trôi thức ăn hay gì đó. Thực sự không phải quý vị. Chúng ta trên bờ chúng ta cứ nghĩ nước chảy nó sẽ trôi thức ăn. Thực sự nó không phải. Trôi thì nó sẽ trôi vòng cái ao mà nó sẽ không trôi ngoài sông nữa, quý vị sợ. Thì đó là vấn đề thực tế. Thì ngày hôm nay ví dụ là chúng ta cứ để quạt để mà cho nó chạy để cung cấp oxy cho ăn bình thường. Thì ngày hôm nay là vấn đề tôm nhỏ chúng ta có thể tắt quạt tiết kiệm điện là ok. Nhưng mà chúng ta tắt quạt có thể chúng ta tắt vào lúc là gì đây? Tắt vào những lúc mà oxy, nồng độ oxy hòa tan cao. Ví dụ như là ngày hôm nay chúng ta tắt vào những cái lúc mà 9 giờ, 10 giờ hay là 11, 12 giờ gì đó. Lúc nắng lên, bắt đầu là những cái tim mà ở dưới đáy nó xì lên thì bắt đầu là nồng độ oxy hòa tan trong ao mình nó sẽ cao. Hay là những cái lúc đó thì tảo nó sẽ quang hợp, ban ngày nó sẽ quang hợp và nó sẽ tạo oxy nhiều hơn, nó sẽ tạo nồng độ oxy cao. Thì chúng ta tắt quạt tiết kiệm điện hay là chúng ta tắt quạt gì đó, chúng ta nên tắt quạt vào cái lúc oxy cao. Còn chúng ta tắt quạt vào lúc cử cho ăn là một vấn đề rất lớn, nhất là những cử giấc sáng. Những cử giấc sáng là vốn dĩ nó đã nồng độ oxy nó đã đang thiếu, nồng độ oxy nó đang thấp, nhưng chúng ta là tắt quạt đi thì bắt đầu là con tôm mình nó sẽ phát sinh vấn đề đấy. Những cái con tôm mạnh thì nó không nói gì, nhưng mà những con tôm chuẩn bị lột hay những con tôm mà nó đang suy yếu hệ miễn dịch hay là những con tôm đang mới lột xong thì bắt đầu là nó sẽ nổi đầu hay là nó sẽ vấn đề. Và chúng ta không biết vấn đề từ đâu. Vấn đề từ cái chỗ là oxy đi. Vấn đề oxy là vấn đề sống còn, oxy là vấn đề sống còn chứ không phải là quan trọng. Tắt chút xíu là nó đã chết, đúng không? Và ngày hôm nay chúng ta cứ nghĩ do gan, bệnh ruột, tôm tôi bệnh khuẩn, bệnh này kia. Nhưng mà nó nằm ở chỗ là tắc quạt cho ăn, nó bị rất là nhiều. Nhưng chúng ta không hiểu điều này. Một cái kinh nghiệm này là gì cũng thấy thực tế nữa là xương máu. Mà nó đã hy sinh rất là nhiều bầy tôm trong tất cả chúng ta. Đôi khi chúng ta là 2 mấy ngày tắc quạt được. Nhưng mà 30 mấy ngày tắc quạt được. Nhưng mà tới 40 mấy ngày bắt đầu nó phát sinh vấn đề. Chúng ta không biết vấn đề nằm từ đâu. Thì ngày hôm nay chúng ta cung cấp oxy, nồng độ oxy hòa tan cho nó chuẩn, cho nó hợp lý và bắt đầu là nó sẽ phát triển tốt. Hay là một số oxy tại sao quan trọng nữa, như sẽ nói một vấn đề tiếp theo. Là tại vì khi mà oxy, nồng độ oxy hòa tan cao nó sẽ ức chế được khí độc. Ví dụ như NO2, khi mà NO2 chúng ta lên cao thì bắt đầu chúng ta ức chế bằng tăng cường oxy hòa tan, nó sẽ giảm độc cho NO2. Và thứ hai là con tôm nó sẽ lấy được oxy khi mà NO2 hay là NH3 nó giảm cao. Thì vấn đề mà khi mà dưới đáy mà oxy hòa tan cao thì chúng ta sẽ giải quyết được rất là nhiều thứ. Đó là chúng ta ức chế được khí độc. Hay là một vấn đề nữa, một vấn đề rất là quan trọng. Nó sẽ oxy hóa được những cái chất lơ lửng trong nước mà. Những cái chất hữu cơ cặn bã dư thừa là nó sẽ oxy hóa được. Đó là vấn đề rất là quan trọng trong quá trình nuôi tôm, vấn đề oxy. Thì một cái chủ đề ngày hôm nay Duy đã nói về cái chủ đề sống còn trong quá trình mình nuôi tôm. Đó là cái vấn đề oxy, là vấn đề sống còn. Thì muốn chia sẻ một cái vấn đề cốt lõi chủ chốt
muốn tất cả quý vị, chúng ta muốn gửi tất cả quý vị là chúng ta cứ chạy quạt cho ăn đi. Đó là vấn đề rất là quan trọng đó quý vị. Thì ngày hôm nay một bài viết ngắn mà muốn chia sẻ tất cả quý vị và các bạn cũng như toàn thể anh em, thì hy vọng rằng để cho anh em đạt được thành công nhiều hơn. Và cuối lời xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn cũng như toàn thể anh em được một vụ mùa thật sự thành công, và cũng giống như một cuối năm này có một cái mùa tôm thật sự ok. Và xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.